Qua Vân vừa mới tham dự một cái event của Harper Bazaar, cho nên mình cũng tranh thủ quay lại quá trình mình thực hiện cái layout để đi event nha. Thì vì yêu cầu đồ sẽ là mặc đồ sang trọng hoặc là hoàng gia, cho nên mình đã quyết định là mặc một cái đầm màu đen, và mình sẽ mang cái phụ kiện là vòng cổ ngọc trai, cho nên sẽ tạo điểm nhấn bằng cách là đính ngọc trai lên trên cái phần chân mày, và tất nhiên là son đỏ nè cho nó nổi bật. Những phần như là nền hay là tạo khối thì mình vẫn làm như bình thường nha. Mấy nay mặt tôi thực sự rất là phờ phạc luôn, kiểu như làm riết cái mặt ngu ra luôn. Nhưng mà đây là tình hình chung của cuối năm, cho nên mọi người cùng cố gắng nha. Hôm nay thì Vân sẽ đi cùng với Trang Bùi, tuy nhiên là em mới đã qua trễ tầm 1 tiếng luôn á, với lý do là tại vì quên cái đầm của Minh Khuê, con gái Vân. Trang mua cho Minh Khuê một cái đầm rất là xinh và đã để quên thì phải chạy về lấy. Trong lúc chờ bà Trang thì mình làm tóc luôn nè, đây là bạn Hà Nguyễn làm tóc siêu đẹp, nhưng mà làm sớm quá tới lúc đi nó nhả hết trơn. Nói quá trời nói rồi, bà tới rồi nè, mai kêu em tới trễ anh chi, cho nên là clip xong mới có mặt em. Và đây là layout của tôi. Hôm nay thì đều có sự tham gia của 4 bạn winner TikTok Fast Shop, tuy nhiên là Quý Cao không đi được vì bạn đang bận chuẩn bị cho show diễn sắp tới, cho nên chỉ còn Vân, Trang Bùi và Lê Chi thôi. Uy gặp được chị Thiên Hương và anh Trung Thanh Phong rất là dễ thương luôn. Thôi mọi người đã có một buổi tối rất là vui bên nhau.